Người đàn ông bị cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn kịch khung nhưng không chịu ký vào biên bản. Khuya 26 tháng 1, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08) thực hiện lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, quận 1. Bắt đầu từ 22 giờ, tổ công tác phát hiện ông VTT điều khiển xe qua chốt kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả phát hiện trong hơi thở của ông T có mức độ nồng độ cồn là 0,661 mg trên 1 lít khí thở. Làm việc với cảnh sát giao thông, ông T thừa nhận trước đó đã uống 3 chai bia, tuy nhiên ông không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Dù xác nhận đã uống bia trước đó, nhưng ông T lại có thái độ không hợp tác. Ông này nói, thực sự tôi rất hối hận, uống quá chén. Đồng thời ông T nhiều lần rời khỏi bàn làm việc, dùng điện thoại cá nhân quay lại hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ và không đồng ý ký vào biên bản vi phạm. Sau nhiều lần yêu cầu mà ông T không chấp hành và không đồng ý ký vào biên bản vi phạm, cảnh sát giao thông đã mời người làm chứng, lập biên bản, tiến hành niêm phong, tạm giữ phương tiện của ông T theo quy định. Ngoài ra, trong buổi lập chốt, cảnh sát giao thông có phát hiện xử lý thêm nhiều trường hợp khác cũng lỗi vi phạm nồng độ cồn. Tất cả những trường hợp này đều bị cảnh sát giao thông lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.